Xin chào mọi người, nãy giờ đi trên đường đi quên quay phim, tới sân bay mới nhớ trực lại mọi người nên quay cho mọi người coi. Là hôm nay em ra sân bay. Đây, đi gửi xe. Cái này level 4 chưa? 4 đó. Wow. Đó. Đấy, nhấn đông nghẹt thôi, nãy giờ là lên tầng thứ 4 rồi đó. Lên tầng thứ 4 rồi đó nha mọi người. Chưa? Rồi. Xuống. Đây mọi người. Lạnh, mặc áo lạnh vô. Đó. Are you sure? Tôi có nhớ đường đó nha, tôi dốt đường à. Rồi mình qua thẳng bên đó là mình đi đúng không? Rồi giờ tôi nhớ rồi, tôi thẳng như đó. Ngay chỗ đó là mình ra ngay chỗ chắc lên chỗ đó mọi người. Đó, bây giờ cuốn thẳng vào bển đó mọi người. Thấy tôi không? Tôi phải quay chẳng gì mọi người mới thấy tôi. Vắng quê. 8 giờ. 8 giờ đêm. Nó ông lộn giờ, cái vali ông bị gì à? Tôi lạnh quá, tôi vô sân bay trước mọi người. Đây. Phúc Linh International Airport gì đó. Tôi đọc như tiếng Hượng vậy đó. Là sân bay quốc tế nha. Xuống thang máy. Vắng quá mọi người, sân bay vắng vẻ quá. Nói đúng tiếng đúng Việt Nam mà luôn nữa. Người ta làm gì vậy? Dạ phải check in. Check in rồi đây thôi. Xong rồi. Ủa cái này là tích kịch luôn đó hả? Bé biết đi đâu không? Còn coi bé đi đâu biết không? Ủa cái này là mình đi 2 chuyến luôn, tới bển luôn đây hả? Chắc vậy quá, anh chưa coi nữa. Làm gì em có phân biệt được. Hai vợ chồng. Một đứa đi hướng mọi người. Ổng thì ổng quyết định đi theo cái này, nó hướng dẫn tôi cái này. Tôi quyết định là hướng dẫn bằng cái miệng đi, lại hỏi cái thằng cha làm đó là chắc cứu. Tại sao? Tại vì tôi sống ở Mỹ nên tôi tin người Mỹ. Anh cũng người Mỹ mà, lại có phân biệt coi. Thôi, anh không có tin em. Anh không tin em. Ê, anh nói anh đi đúng mà. Ổng nói lại đây kêu thấy cái chữ Atlanta. Cái hãng Atlanta. Đi Atlanta. Đi 7. Thế là nhỏ hỏi lẹ thấy không? Hỏi cặn câu. Chắc cô thì biết đi đứng ngày mà mới nằm đâu thôi. Mọi người coi sân bay, nó vắng thấy ghê luôn. Vắng kinh khủng mọi người. Có mình tôi với ông Lùng à. Kiểu này lên máy bay chắc con mình tôi với ông. Đang vô hàng. Vô cổng. Máy bay. Tức qua vậy không? Đây đó, hai chồng tôi còn dư cái ghế ngồi đây. Tôi tính bao chiếc máy bay này mình đưa. Ba mà quên hả? Thank you.
y như cá mập. Rồi hạ cánh. Lớn luôn. Mọi người nhìn nè. Ba lô mang cho một bầu đồ ăn. Đẩy thì hai cái vali. Đi về đi như người lùn vậy. Thấy thương con ta. Mình hôm đêm cũng nghe nói sân bay vắng vắng, thấy có vắng thì là mọi người đông chứ. Cái mộ cũng còn đông chứ. Hơi lưa thưa chứ. Tới đây ấm rồi. Hai thằng phải áo khoác rồi hết rồi. Ấm như Việt Nam vậy mọi người. Tươi liền. Hay làm người đẹp nó sướng lắm mọi người. Tôi đi bộ. Ổng người ta sách nách mang. Em biết có vợ chân dài anh chứ. Trời. Chân dài có giá trị của chân dài đi xuống. Nhìn cầu thang, té một cái là rải răng. Chỗ này mình ra mình mướn xe. Ai sách nách mang thấy cưng không mọi người? Nhỏ nhỏ vậy chứ trời ơi, dành làm cái gì hết trơn à. Ai vô nhận xe hai chồng đi đi đó. Bây giờ kiếm địa chỉ về khách sạn này. Đường sân bay chạy ra vắng hoe mọi người, nhỏ xíu rồi mà. Trời ơi, nhìn thấy mấy cái tốt tốt rồi kìa. South Florida. South là hướng Tây hả? Hướng Nam hả? Southwest. Nam. Đây. Thầy ơi, gần chạm không kìa mọi người. Cái đó chạm cái gì ta? Chạm. Không có thấy thông nữa. Có thông không? Có luôn kìa mà thông lỗi với anh là khác. Xí lụm, xí lụm, xí lụm, xí lụm, kéo nổi không?
nữa. Cái nói không? Từ từ test. Thôi nhiều hơn nước đủ rồi, mấy con hai hai con. Má ơi. Có liền. Đừng manh động. Oh my god. Coffee. Ôi. Bự bự ngon dễ sợ luôn mọi người, tươi xanh nha. Không phải đen nha. Cái nhát tươi nè. Wow. Giờ vô nướng liền. Nướng liền. Con một à, nướng đi rồi tính tiếp. Con nó dục đó còn nào nó giúp hai con coi đủ rồi nữa con. Đem gỡ, đem nước ướp đi, đem. Ủa nó ngon, không có cái ghẻ đâu nhưng mà mọi người nhìn thấy không, sao đẻo thấy chưa? Mình kiếm con thì chẳng ai. Thằng lẽ giờ tôi nhảy chứ. Ôi mẹ. Đó. Chỗ cá này. Cô Phi chà bá lửa nữa được rồi. Hai con thì đủ rồi. Rồi ăn rồi, dĩa rồi, để giúp rồi. Nhìn cá crappie. 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 Muốn ăn thử ngọt. Cô Phi chà bá lửa nữa được rồi. Hai con thì đủ rồi. Rồi ăn rồi, dĩa rồi, để giúp rồi. Là nhà chị đẹp nhất liền tại chỗ. Ăn cà phê này không chứ cà phê này rất là béo. Béo lắm á. Mà ở đây nước nó cũng sạch lắm nha. Chị đẹp chị ở đây chị chứ đâu có ăn đâu hả? Chị ăn nếp cho chị người ngán cái lỗ mũi chị. Anh dám một phần hai không? Dạ khỏi. Quốc rau không. Quá. Chôn chôn nó đã mà không ạ. Ừ rồi. Được rồi, ra con cá. Không đủ rồi, hai tên gào hả? Ừ, có rồi nè. Ngăn gì vậy? Cắt không hay là bước ngắt ngang đúng không ta? Ngắt ngang thôi. Giúp cá. Rồi, giờ lá đủ ăn thôi. Quế. Quế rồi đúng rồi, quế. Anh ăn theo tầng gì lá không? Quế Hôm nay ở Florida nó sướng vậy đó mọi người. Ra ngoài là ấy thôi, nó hơi nóng chút xíu, chịu khó. Bà trồng ngay cái cửa nhà bà luôn. Dạ, cái ngựa cắn luôn hả? Không có. Anh đang tặng gì lá không? Không. Đó, thôi. Quế được rồi. Trời ơi. Nó nấu canh chua. Canh chua nó sảy luôn. Trời, vô đây cái mát gì đâu luôn nội. Đây, cái tắm biển. Nào tắm biển. Đây, rửa luôn à. Bữa nào tắm biển và hai chồng mình xử lý trước đi. Mấy bà này không phải như em chịu lăn xả lắm, mấy bà là phải mách cúp. Lấy đồ nịch bụng lại. Trời ơi, không dám mà không gì khó đâu. Còn em là coi như là đầu cổ bù xù vậy, em cũng như vậy hả? Thôi khỏi được như rồi khỏi hả? Nè. Quá đã luôn, mới ra hái dao đem vô dục là dứt thôi. Ở gần làm gì có cơ hội đó. Có là có được mùa hè thôi. Còn này quanh năm luôn nha mọi người. Sát bên luôn quanh năm. Đi cũng phải tới đây câu nhiều hồ lắm, nhiều hồ lắm. Dạ. Công nhận mà cá nó sạch ghê luôn á. Ừ, nhiều hồ lắm. Cá mọi người nãy thấy em dở lên cá xanh lè thôi. Ừ. Chứ không phải như mà cá nó đang thui mà nước nó đang có. Hên ghê luôn, dính con mà tại vì giờ nãy đi ngủ rồi, giờ trời nóng á. Cá nó đâu có đi ra. Nó nói nó quá, nó giật giật luôn. Ừ. Thôi nói. Đã luôn. Hết chảy. Bữa nào ấy vô trong nhiều quá, chứ mình làm chả đang nhiều quá cho nên. Nhưỡng được hả? Ừ. Thì đó xong rồi chị mua không hả? Hả? Cái đó mua đó. Ừ. Sao bảo chồng đi dễ mới chết. Trời ơi, tao nói nhà, phải là nhà mình chồng đang vừa nghỉ thôi. Ừ. Giá thì giá bà tự làm mà trời. Mốt ở nhà đi, rồi hả, qua đây mặc sức phải, đúng rồi.
đúng rồi, đúng rồi. Ở nhà của chị trồng được nhiều thứ hơn. Tranh thủ làm gói cái bụng rồi ăn quá trời luôn ha. Có sướng gì đâu luôn á trời, từ lúc qua Mỹ giờ lần đầu tiên trong đời tôi bắt con cá lên xong rồi cái đầu tôi đem đi nướng ăn liền luôn. Còn kia phải đi về ha, chạy mua quay 5 lần mấy lượt cho mọi người coi, còn này dứt liền tại chỗ. Lần thấy nướng liền. Thấy nướng liền luôn, trời ơi, nóng thiệt mọi người nhưng mà xứng đáng đồng tiền. Nó nóng nhưng mà nó bù lại bứt được con cá tươi. Qua đây nóng, nóng hơn ở Ôi nóng á. Tại nó không có gió, đứng gió luôn. Cái này để dành mùa đông á, bển mà lạnh lẽo đông đá mọi người qua đây đã lắm. Hết sảy. Hèn chi mấy mụ á, kêu á, mấy mụ kêu em á đi qua mặc quần đùi áo cánh nha bà ơi. Bước xuống sân bay thôi là nó đã ấm dần rồi đó. Ở bên kia chùm mền. Ngon không? Giờ ông làm nước mắm mà hết sảy. Khỏe chưa? Người tỉnh tỉnh chưa? Ăn xong rồi khỏe mới đi chơi. Đây, nãy dính con bằng cá này mình ăn thử nè mọi người. Bả ngán rồi, bả không có ăn cha nội ơi. Cái chị chủ ở đây nè, chị chủ, chị người bạn đây nè. Cá đang thùi à, nhưng mà mình lấy cái da nó ra mọi người, xong rồi mình ăn cái thịt ở trong thôi. Cho anh thử, cho em thử rồi. Thịt nó lạc. Lạc. Thử cá copy này nghe. Giống như cá rô, Việt Nam mình kêu, người ta kêu bằng cá rô. Ngon, thịt cá nó ngon không? Nó hơi lạc không? Đúng rồi. Hơi lạc, nó bằng cá rô phi mình. Ừ. Nói chung là thịt nó không được. Nó bở mà lạc. Nó bở. Mà cá này vậy là bự. Hả? Vậy là nó bự. Bự lắm hả? Ừ. Dưới nó có nhiều cá ghê lắm rồi. Xói xả vậy mày thả nó ra đây. Cái này là nướng, này là nướng mọi nè, tại vì mình gỡ thịt ở trong mình ăn thôi. Mình mổ bụng chung cái này không ngon bằng cái này. Mà công nhận bự ghê á. Câu nó vui thiệt, nó lo tạc 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 á. Nhỏ à. Trời ơi, còn thằng bự nãy, thằng bự này nè. Dính á, cũng gung ginh luôn nha. Rồi giặt nó đung 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 đung. Đã gì đâu. Xong. Rồi cái có con trà bá này. Xanh chín lãnh thổ. Ok, thôi giờ kết thúc tại đây đi. Giờ xong vô ăn đi một lần rồi. Thôi, em mọi người nha. Em lo ăn tiếp tục nè.